Các bạn nhớ nút đăng ký, bật nút chuông để theo dõi video mới nhất của mình. Và các bạn giúp mình có thể là theo dõi hai cái kênh. Một là kênh TikTok Săn Sale và đánh giá mới của mình này. Và kênh thứ hai, kênh Shopee có tên là Săn Sale Điện Thoại. Ở shop này thì mình sẽ bán điện thoại và phụ kiện rất là nhiều. Đặc biệt là TikTok sắp tới thì mình sẽ bán thiên về phụ kiện nha. Bạn nào muốn mua phụ kiện giá rẻ nhớ sang bên TikTok Săn Sale và đánh giá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào các bạn đã quay trở lại với Săn Sale và đánh giá. IQ Z9 Turbo là sản phẩm điện thoại mà có lẽ được các bạn quan tâm rất là nhiều. Và ở nhiều bình luận nha, các bạn bảo là anh ơi, 4 sản phẩm bao gồm OnePlus A3V, Redmi Turbo 3 và Realme GT Neo 6SE đều có cái test game khi mà là gắn sò rồi. Thế thì với IQ Z9 Turbo thì theo cái yêu cầu của bạn nha, mình sẽ gắn sò cho sản phẩm này xem là khi gắn sò vào thì về cái ổn định chơi game nó có ngon hơn hay là không thử nhá. Và sò lạnh mình có lắp cho IQ Z9 trong cái video ngày hôm nay là con Memo quốc dân với mức giá dưới 200.000. Thậm chí các bạn có mua trong live mình bán cho anh em ấy, giá nó chỉ tầm khoảng 170.000 thôi. Anh em săn sale kiếm mã giảm giá vào, đôi khi anh em mua với mức giá tầm khoảng 140-150, rất là rẻ luôn. Cái con này thì nó sẽ nhận cái công suất đầu vào tầm khoảng đâu đó là 15W và nó có thể đóng đá ở cái điều kiện môi trường các bạn bật cái điều hòa tầm khoảng đâu đó là 25 độ C các bạn ạ. Ok, không nói nhiều đâu, mình sẽ test luôn cái tựa game gọi là sắt cấu hình, đó là Genshin Impact. Tất nhiên tựa game này thì không phải bạn nào cũng chơi, nhưng mà mình mượn cái tựa game này để có thể test cho các bạn nhá. Rồi, các bạn có thể xem lại một chút về cái thông tin của máy IQ Z9 Turbo này. Đang chạy cái giao diện Origins 4, RAM là 16GB và bộ nhớ trong là 256. Và đây là cái phiên bản dựng của nó này, anh em nhớ số phiên bản dựng này nhá. Cái này thì cũng khá là quan trọng. Với IQ Z9 Turbo thì đang chạy con chip là Snap 8X Gen 3, cũng khá là mạnh ở trong cái phân khúc tầm trung nha. Đó luôn anh em nha. Rồi, mình đã lắp sò cho IQ Z9 Turbo rồi. Memo C07, đường link tham khảo sản phẩm sò lạnh này các bạn có thể click đường link phần mô tả nha. Về cái setting đồ họa Genshin, mình vẫn sẽ để ở cái mức đồ họa khi mà mình chưa lắp sò là cực cao vào 60fps. Hiện tại còn 65% pin và mình đã bật chế độ Turbo rồi. Một vài cái setting thêm này để mình xem nha. Zoom trong trò chơi 4D, cái này cũng khá là hay. Zoom khi tiêu diệt này. Đấy, còn mấy tính năng này mình sẽ bật lên nhá để trải nghiệm thử xem sao. Tất nhiên là với IQ Z9 Turbo hay nhiều sản phẩm IQ khác ấy, thì nó cũng sẽ có nhiều tính năng hoặc là điều khiển cử chỉ khi các bạn có quay màn hình các thứ, khi các bạn có cử chỉ thao tác kiểu như thế này. Nhưng mà mình sẽ không áp dụng trong cái tựa game NC nhá. Độ sáng mình đang để tầm khoảng này khoảng 60% đúng không anh em? 60 nhá. Thế thôi. Bình thường mình không lắp sò ấy, con này chơi cũng khá là ổn định. Nếu mà lắp sâu không có đâu. Gần như mình có test trong tầm khoảng 20 phút ấy, con này rất là ngon. Đấy, FPS thẳng tắp luôn nha anh em. FPS thẳng tắp nha anh em. Mình sẽ cho anh em nhìn tổng thể FPS luôn. Đây nha, đó. Chuyển sang một cái khu vực map Sumeru đi. Ở sa mạc nhá. Sa mạc thì cũng làm cái map cũng khá là nặng. Khu vực này thích có quái anh em ạ. Đã chuyển sang khu vực map khác rồi. Chuyển cảnh rất mượt mà luôn anh em. Ok, ô xuống 57 các bạn này. Ra chiêu nhẹ nhàng xuống 57 này. Cái lúc mình ra chiêu như thế này nó sẽ xuống khoảng 53, 55 này. 53, 55. Còn chạy bộ tất nhiên sẽ là khoảng 60, 61 rồi. Cũng thấy lên 62 luôn anh em. Thử ra chiêu nha. Khá là đều. Uầy, cái zoom 4D nó có tác dụng nha anh em. Zoom kinh phết.
Ôi, vẫn ổn nha, ổn nha anh em. 5960 này. Zoom lên anh em ạ. Ổn nha, ổn nha. Ôi, lên 62 thì cũng kinh như chứ. Tức là cái zoom 4D này khi mà các bạn giết địch ấy, địch chết thì nó sẽ zoom. Ôi, hay phết. Nhiều cái hay nhỏ. Thời điểm đầu các bạn thấy Apex ổn nha. Lắp sò mà chơi như này thì cũng phê đấy. Các bạn bắt đầu ra chiêu này, hay là ra trưởng này, rồi là giết địch ấy, cũng rung. Hiện tại mình đang ở bên khu vực map Subaru. Các bạn thấy FPS nó cũng tụt khá là sâu nhá. Nó sẽ ở khoảng, đôi khi nó sẽ xuống khoảng 51 và 53 FPS. Đấy, còn khu vực kiểu mình bay như thế này thì nó sẽ ở 54 này. Vừa rồi mình chơi thì có một lần, hai lần khi mà mình đánh quái tầm khoảng 3 con quái to, mình giao trưởng ấy, thì có một lần nó drop xuống khoảng 46 FPS, sau đó nó sẽ lên khoảng 49. Và thường ấy, như thế này thì anh em chơi cũng rất là mượt mà. Khu vực map Sumeru như thế này nó tối ưu cũng chưa ngon cho lắm. Nó sẽ không được gọi là đều khoảng 59-60 ở bên cái khu vực sa mạc đâu, mặc dù bên sa mạc thì cũng khá là nặng rồi. Đấy, bây giờ thì nó lên được khoảng 60-62 này. Mình thấy 62 lên rất là nhiều các bạn ạ. Rồi mình sẽ chuyển sang một cái khu vực map khác nhé. Nó nhẹ nhàng hơn một tí đi. Đó, chuyển cảnh cũng rất mượt luôn anh em. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ra chỗ khu quen thuộc này nhá. Mình có sẵn 4 triệu ở đây rồi. Đánh thử xem nó như thế nào các bạn ạ. Đấy, giờ là 549 này. 49 này, 54. Thử thằng này nhá. Mặc dù cũng không có thiệt lắm đâu, mình cứ test thử thôi. 3 trưởng thằng này đi chắc luôn. Ok, xuống 50. Số 47 này. Vừa rồi mình cũng có chia sẻ với các bạn cái trải nghiệm của mình trong tầm khoảng đâu đó là 20 phút hơn khi mà mình chơi game Sim Max Setting có lắp sò lạnh Memo C07. Ổn nhá. Nói chung là các bạn lắp sò vào quẩy game thì vô tư luôn. Chơi được khoảng gần 21 phút này. Hiện tại còn 58% pin. Đây, nhiệt độ mặt trước nó lên khoảng 37,5 độ C. Nhiệt độ mặt sau không phải con chip nó khoảng 35,6 này các bạn. Và con sò thì mình vừa mới bỏ ra tầm khoảng 30 giây, hơn 30 giây thôi. Ở khu vực giữa này thì nó cũng khoảng 9,7 độ C. Vẫn còn hơi nóng tí. Đây là tổng thể FPS Genshin Max Setting có lắp sò lạnh các bạn ạ. Đó. Nói chung đấy, mình chia sẻ với các bạn trong quá trình mình chơi rồi. Khá là ổn nha, FPS nói chung là nó ở mức khoảng 5x FPS là khá ngon luôn. Nhiều khi là toàn 60-61 thôi. FPS trung bình là 59 này. Như vậy mình đã trải nghiệm xong cái tựa game Genshin Max Setting có lắp sò lạnh ở trên IQ Z9 Turbo. Vẫn là sản phẩm mà anh em lắp sò thì vô tư nha. Cân game gọi là ôn game ngon lành luôn. Thế các bạn cảm thấy như thế nào về IQ Z9 Turbo? Đừng quên để lại comment bên dưới. Và tất nhiên về mức giá IQ Z9 Turbo này và sò lạnh Memo C07, mình sẽ để đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận game cho bạn nào quan tâm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.